rồi nha, điểm lại cho lên lại này. Quay tí lưu giữ kỷ niệm. Quay làm cái gì? Không quay. Không lên mặt đấy đâu. Ok. Xong này con từ đấy đến đây thì gần mà. Sang đấy con xúc đỏ nữa là chọn đồn bộ luôn. Yeah. Vâng ạ, chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Vẫn là ngày hôm nay là ngày mùng 4 và ngày hôm nay là ngày cuối ngày và bây giờ là 6 giờ. Rất là may mắn khi anh Cường, anh ở ngay Kim Lan, ngay cạnh chỗ showroom của chúng em, và anh đã tạt qua lấy cho mình một cấu hình combo karaoke phải nói là đẳng cấp siêu VIP mà giá thành nó cực kỳ hợp lý. Anh ơi bỏ cho em một đôi T10 và cho anh Cường nữa. Bộ combo này gồm một đôi loa BMB 2000C và một chiếc đẩy QA800, một chiếc vang KM8X Pro và một đôi chép T10, và chúng em tặng kèm cho anh Cường một chiếc mic dây cao cấp Subox SM 2000 đi kèm. Đầu tiên phải nói đến dòng đẩy này là dòng đẩy 2 kênh mạch Class D nguồn sung, và con này là chính hãng của WeWork, model là QA800 Pro. Dòng 2 kênh có thể đánh được 2 chế độ, một là 400W và 800W nữa. Rất là xuất sắc để chúng ta đánh trong karaoke gia đình, đặc biệt đánh những cái dòng loa như BMB hay là những cái dòng loa thùng hay những dòng loa cây như thế này. Rất là hợp lý, tiếng sạch sẽ, rất là tiếng tươi tắn, chi tiết. Và con vang KM8X Pro này là dòng vang cao cấp chuyên để sử dụng hát karaoke gia đình. Có 8 hiệu ứng tiếng mic này, Bluetooth, cổng quang USB, reverb rất là hay. Đô la BMB thì không cần phải nói nhiều, nó là dòng BMB 2000C hàng bãi trên nội địa này. Ở đợt này về được những cái lô hàng này về là chúng em quá là vui mừng khi có được những sản phẩm ngon, bổ, rẻ dành cho các anh em. Gần như là còn mới, rất là mới, chúng em lau chùi rất là cẩn thận, kỹ càng. Nó còn mới được khoảng độ 97-98%, tiếng sạch sẽ, tươi tắn. Và tất cả các thiết bị em đã tặng đầy đủ dây kết nối và đấu sẵn rồi. Tí nữa anh Cường thì phải đem về cắm vào để sử dụng thôi, và em cũng đã chỉnh sẵn rồi. Ok, và sau đây thì để đỡ mất thời gian anh Cường cũng như các anh em đi vào test luôn một đoạn karaoke để cho các anh em chúng ta cũng có một cái chất lượng âm thanh hoàn hảo nhất, như là được nghe nhạc, test nhạc, nghe qua giới thiệu về các sản phẩm và đoạn karaoke. Vâng, với ca khúc Đám Cưới Về Trên Làng Quê, bên là công ty chúng em test trên cấu hình combo. Một cấu hình này dành cho anh Cường thì tất cả, chép nhé, cả chép, cả loa, cả đẩy, cả vang và cả mic chỉ với 11.900.000 đồng. Và các anh em nào mà lấy combo này mà không cần đến chép, một đôi chép rời bốt T10 thì nó sẽ rơi khoảng 11.900.000 đồng một cấu hình combo karaoke. Bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em, nếu ở gần chúng em sẽ hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt cho. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao vững bay chân trời. Đàn chim non véo con ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng ơi, và con đến xem mùa cưới. Chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô ô sáng hôm nay quê tôi ra xem nở hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bước bay trong trời. Đàn chim non réo con ngọn tre khăn màu son áo màu vàng ơi bà con đến xem mùa cưới chân hai cong tay dù hồng lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Thời gian có hạn cũng như anh em chúng em phải đưa sang lắp đặt cho các khách hàng của chúng em nên em cũng xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn các anh em rất là nhiều và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở những video clip tiếp theo.